Alo. Dạ vâng ạ. Anh ơi, cái bộ đấy là 26 triệu bộ. Hàng đẹp. Còn có bộ thì có 22 thôi. Vâng, hàng. Vâng, từ 22, 26 rồi. Vâng. Cái hàng đục kênh bong nó phải hương ạ. Còn gụ thì em làm có cái hàng nó dưới chục triệu rồi. Đấy là hàng ấy, hàng không kênh bong. Vâng. Vâng. Hôm nay là 16 tháng 5 năm 2016 và Đức Hiền trân trọng giới thiệu chiếc sập gỗ Cẩm Lai. Xin lỗi quý vị là lúc nãy tôi khi bắt đầu quay thì có khách gọi điện đến hỏi tranh. Thế thì cái sập Cẩm Lai chúng tôi vẫn đang để trần mộc, hiện nay là đang lau cái lớp bụi ở trên mặt đi để cho quý vị nhìn nó được rõ ràng. Thì chiếc sập này là chiều rộng là hơn 1m9 và dài là hơn 2m rưỡi, có lẻ một chút, tạm gọi là 1m9 đến 2m rưỡi, và được làm gỗ Cẩm Lai trọn vân cực kỳ đẹp, và cái ván bên trong là liền một lá. Đợt trước thì lâu lâu chúng tôi có làm được một chiếc, và chiếc đó thì sau đã bán cho anh Thịnh ở gần sân bay Nội Bài. Cái chiếc đó vân cũng rất đẹp, nhưng mà chiếc này thì nó có vẻ như đẹp toàn diện hơn từ khung đến bên trong là hết sức là đẹp và độc đáo. Hiện nay thì cũng đang có mấy khách đang dặn chúng tôi là có hàng độc đáo thì dặn, trong đó có một bác ở trên Bắc Giang là bác hay chơi những hàng độc đáo. Bác dặn nào có cái hàng đẳng cấp thì nhớ điện cho bác. Thì hiện nay chiếc này chúng tôi vẫn đang để mộc và vẫn chưa kịp lắp lên. Thông thường thì đánh xong đầy đủ chúng tôi sẽ lắp lên, nhưng mà đây là do bác cứ hỏi đây. Quý vị nhìn qua là chúng tôi là các phần dạ sập đang để la liệt đây, tức là mình làm xong phần mộc rồi nhưng mà mình chưa kịp đánh. Đây nhất là phần vân núi chính giữa đây. Và nhân tiện nói về cái các cái sập tròn vân thì chúng ta hiện nay là tổng cả cái mặt này là nó rộng hơn 1m9 và ván bên trong là liền, và chắc là quý khách cũng sẽ có chung câu hỏi với tôi là không biết cái cây này nó bao nhiêu tuổi mà lại lớn như thế này. Thì xin thưa quý vị là đây, cứ theo nguyên tắc của lâm nghiệp là cứ mỗi một cái vạch màu tối này là một năm. Ví dụ 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đến cái chỗ này di dít vào thì nó đây, ví dụ đếm chỗ này là trông nó rất rõ này. Từ đây đến đây nó đã khoảng độ mấy chục năm rồi. Đấy, còn riêng cái khúc này nó cũng độ 100 năm rồi. Tóm lại, trông cả cái mặt này đếm vào chắc nó độ 1000 năm quá. Kết luận là nó vô cùng là nhiều tuổi. Và đấy, khi mà đây là trong lúc chúng tôi đang lau bụi thôi, còn đây nếu mà khi thành phẩm thì là quý vị nhìn nó sẽ lên như thế này. Đây. Như mấy cái sập chúng tôi đang cọ đánh thành phẩm lên được rồi đây. Đây nó mượt mà và láng này, sờ trơn tuột luôn. Và đây hoàn toàn là trần nguyên màu thiên nhiên, như không có đánh một tí màu nào bên ngoài vào. Đây cũng là sập Cẩm Lai một lá, nhưng kích thước là 1m8 nhân với 2m2. Và đây hiện nay chúng tôi đang quay tại tầng 1 khu B của đồ gỗ Đức Hiền. Đây chúng tôi đang đứng giữa nhà, và phía bên trong này vẫn còn rất nhiều các cái chiếc sập khác. Và bây giờ tôi sẽ đi sang bên nhà để tôi quay tiếp cái phần dạ của chiếc sập dài 1m9, 2m rưỡi như lúc nãy.
Đấy, vừa nãy tôi lau nước khỏi bụi rồi, bây giờ nó đã tự nó khô rồi. Mấy hôm nay thì trời đang hanh. Bây giờ tôi sẽ đi ra ngoài thì đây hàng đống chân đang để la liệt đây. Vì Đức Hiền là cái đơn vị làm ăn lớn rồi, chúng tôi trong nhà lúc nào có mấy chục chiếc sập gỗ gụ, gỗ hương và gỗ cẩm lai. Lúc trước chúng tôi có cả hàng gỗ mun, nhưng mà đợt này có mấy chiếc sập gỗ mun là tôi đã bán rồi, hết hàng. Trên màn hình quý vị là đây là khu A 6 tầng của chúng tôi. Như vậy tổng cả khu A, khu B là chúng tôi là gồm có 2.000 mét vuông trưng bày đồ, trong đó có hàng ngàn thứ đồ như quý vị đã vừa trông thấy đây. Và làng nghề mộc của chúng tôi thì là thuộc về thành phố Hà Nội, huyện Phú Xuyên, xã Tân Dân, và đây là làng mộc Đại Nghiệp. Bên này là chúng tôi đang kê 3 bộ dạ. Nhưng mà đây tôi sẽ để theo cái đánh dấu của tôi đây. Có bật điện sáng lên tí thì mới thấy được cái dạ này. Đây là các cái dạ đang chồng với nhau, đây là 3 chiếc sập cẩm lai. Để tôi vào tôi bật điện thêm. Có người nói rằng là Đức Hiền thì nhiều hàng nhưng mà giới thiệu quay phim lôi thôi lắm, không được chuyên nghiệp, thì chúng tôi cũng công nhận. Đây chúng tôi cứ ai yêu cầu chúng tôi đã là cứ có thế nào chúng tôi giới thiệu thế. Đây, đây em lau cái dạ này đi, dạ thuyền này cho khách xem cái. Đây hai chiếc dạ dài ngoẵng thì dài 2,5 mét, đây là dạ hậu, và cái chỗ ở bên trong này là dạ tiền đây. Thôi sang đây lau một khúc thôi, chỗ đấy nó chèn này. Chủ nhân của đồ gỗ hiện đang trực tiếp đang đi lau. Đấy, cố lau một đoạn của cái dạ tiền thôi. Đây quý vị xem. Cái dạ tiền là được chọn vân rất là đẹp, y như là cái trên mặt đấy. Vân đâu ra đấy luôn. Và vừa rồi tôi chưa kịp giới thiệu là cái kích thước mặt là cái ván đấy là tôi xẻ 2,5 phân, còn cái khung và các cái dạ này thì đều xẻ 9,5 phân, và các cái chân này của lần này là chân là 25-26. Đây các cái bộ chân đây rất là vĩ đại luôn. Còn đây là dạ hậu. Dạ hậu vân cũng là đẹp nhưng mà không thể bằng dạ tiền được. Những cái nào đẹp nhất là chúng tôi là đưa vào dạ tiền và trên mặt là trung tâm nhìn của họ. Đức Hiền cảm ơn quý vị, và lúc này tôi đang đứng ở tại tầng 1 khu A. Và xin nhắc lại là hôm nay là ngày 16 tháng 5 năm 2016. Chúng tôi đang quay chiếc sập đặc ngoại hạng, tức là hơn 1,9 m và 2,5 m. Mặt một lá xẻ 2,5 phân, còn phần khung của các cái quay này đều xẻ 9,5 phân. Đức Hiền cảm ơn quý vị đã quan tâm, hẹn gặp lại trong những clip sau. Ngoài này thì những người thợ của tôi vẫn đang khẩn trương hoàn thiện các cái bộ gỗ gụ, gỗ hương và gỗ mun cho khách.